Tận dụng lại mảnh đất sau nhà, anh vay vốn ngân hàng 300 triệu đồng để đầu tư 300 con gà giống, xây dựng chuồng trại nuôi gà theo hướng bán công nghiệp. Lứa gà đầu tiên anh thành công ngoài mong đợi, cho thu nhập 24 triệu đồng. Bước đầu có vẻ thuận buồm xuôi gió, anh Tú quyết định nâng quy mô trang trại từ 300 lên 2.000 con gà lông màu. Giống gà này mang lại cho anh thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, do giá cả thị trường của giống gà lông màu bấp bênh nên không ít lần anh Tú thua lỗ. Cùng thời điểm này, anh Tú quyết định đầu tư thêm 2.500 con gà siêu trứng Ai Cập. Áp dụng nuôi cả hai giống gà cùng một lúc giúp anh cân bằng được nguồn thu nhập và bù trừ các khoản lỗ. Theo anh Tú, gà Ai Cập có đặc thù trứng to, đều. Một con gà có thể cho sản lượng trứng đạt 250 đến 270 trứng một năm. Vì vậy mà từ năm 2021, anh chuyển hẳn sang nuôi gà đẻ trứng Ai Cập. Để có một cái đàn gà mà đẻ tốt, an toàn dịch bệnh thì đầu tiên, việc đầu tiên là cần phải chọn con giống tốt, giống những công ty có quy mô lớn, và qua quá trình bắt về thì cũng có chăm sóc theo quy trình theo vaccine, thực hiện các quy trình làm vaccine chặt chẽ trên con gà, và có chăn nuôi theo an toàn sinh học để đảm bảo cho con gà có sức khỏe tốt, cũng như là cái môi trường sinh sống của con gà tốt, cũng như môi trường bên ngoài. Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hà Lĩnh cho biết, mô hình nuôi gà đẻ trứng Ai Cập của gia đình anh Tú là mô hình quy mô lớn đầu tiên ở địa phương. Anh Tú là gương hội viên Hội Nông dân giỏi ở địa phương. Mô hình của anh được đầu tư xây dựng khá bài bản, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, anh còn hỗ trợ nhiều bà con trong xã học tập kinh nghiệm, vươn lên làm giàu.